Vũ xin chào bà con đã trở lại video này của em. Em về một số IC Kim 125 ngay IC 4 chấu lửa bình K37 là IC của Kim 125 đây. IC đẹp không? Thì 600 ngàn một cục nghe bà con ha. Sindergen hàng nhập. Đây là IC lửa bình chạy là mở tua máy hết tua, không có hãm tua, chạy giọt bóc đó. Sẽ gây ít hao xăng đó. Thì không xào máy, giảm tối thiểu đối với những cái máy mà chạy xa nóng nó bị xào. Ví dụ là Future 2, Future Neo Kim, Future Neo GT là nó sẽ vừa y gan nghe bà con ha. Thì chúng ta đi khoảng 30 cây thấy máy nó xào quá. Tại vì máy của mình máy cũ á, mình xài mười mấy năm nó hết nước cốt và nó còn nước giảo không à. Thì chúng ta IC chúng ta xài nó cũng hết nước cốt rồi, nước giảo không ngoài sao bóc giọt được, sao mà cứng như ngày xưa được. Thì cho nên nó bị hao xăng, giọt xào ít đi, hao xăng nóng lên xào. Thì chúng ta mua IC, chúng ta mua IC Kim 125 gắn vô thì nó sẽ giảm xào đó. 600 ngàn một cục nha bà con ha. Không hết rồi, còn cái bô quay tháng cha đời 98 đó, chiều 250. Rồi IC này còn rất là nhiều. Ở đây quay mẫu nữa, còn một đống IC trong kho nữa. Nè, Sindergen hàng nhập nha. Vậy mà hổm bán cho anh kia, anh đem lại thợ, nói nếu này hàng lô. Anh giới thiệu IC của hãng Việt Nam Mitsuba, anh bán 2 triệu. Nói thật tình là nhiều anh thợ người ta ganh ghét lắm. Mình mua đồ ở đây, mình đem lại người ta gắn, người ta nói lô, nó này của em lâm nhất. Bao với anh em hàng Kim 125, Sindergen hàng tháo xe K37. Không đúng một là 100 cục cho anh em luôn chứ không cần đền mừng đó. Mà nhiều anh thợ nó nói mua IC lô. Nói mua của anh Mitsuba thì IC Gin anh nói 2 triệu. Mắc cờ lắm, nhiều anh thợ mắc cờ lắm. Còn đây là IC 110. IC 110 của Nhật nha. Là 900 ngàn một cục IC mới KFL. Này. KFL 851. KFL 851 Made in Japan. Đây là IC của Nhật, IC 110. Thì chúng ta sẽ xài chung với nhau. Nó là IC 5 chấu lửa máy, lửa cuộn. Chúng ta sẽ xài vô là ghim tem lửa cắt đời, ghim tem hồng cắt đời đó. Rồi super cắt đời, quay 110 cắt đời, quay pha lóc trắng lóc đen cắt đời, quay A cắt đời. Đó. Nó sẽ sử dụng là một cái loại IC 5 chấu này là sử dụng thông dụng luôn. Nó là lửa cuộn, thông dụng hết tất cả. Đây là IC Nhật, IC nhập Sindergen nha. Đó. Còn IC trong nước của Việt Nam mình sẽ là Mitsuba, rồi này là hàng nhập là Sindergen. IC 5 chấu KFL có qua 110 hàng mới Nhật Bản. Made in Japan. 900 ngàn một cục, xài bao im bao bền khỏi bàn luôn. Mở tua máy hết tua, không hãm tua. Rất là ngon. Tại cái này là cháy hàng bán rất là nhiều á, bán người ta vô ghim. Nhằm khi tem lửa của người ta bị xào máy rồi yếu, tại vì mình xài 20 mấy năm mà còn cái gì nước cốt nó còn nước giảo không, chúng ta móc lên chúng ta xài. Thì chạy máy xào đời máy không chắc này kia, chạy lâu xài xào. Mua cái này đưa vô, chạy giọt bốc lên. Đó, tại lửa của nó là nước cốt nó còn hay thinh. Giọt bốc êm liền. Đưa vô qua 110 kể cả qua Trung Quốc rồi Majesty rồi xài được hết trơn nghe bà con ha. Rồi nó sẽ có bọc xốp như vậy rất là êm, nó dồn vô cái hộp như vậy. Đó. Đồ Nhật mà về nè. Ok. Rồi cục IC của qua 110 Thái 5 chấu sẽ về tất cả các dòng xe 5 chấu đời cũ sẽ là 900.000. Còn IC Kim 125 Thái Lan tháo xe thì cái này là 700.000. K37 Sindergen. Ủa 600 lộn, IC này 600.000. Rồi hôm nay clip này chỉ là IC thôi. Rồi hẹn bà con lại clip khác nha.